Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong đêm nay và ngày mai, ngoại trừ khu vực vùng núi phía Bắc có mưa rải rác, tập trung trong đêm nay và chiều tối mai, còn lại phổ biến là ít mưa và có nắng. Nhiệt độ tăng nhẹ, cao nhất ngày mai dao động là từ 32 đến 35 độ. Riêng phía Tây Bắc có thể đạt mức là từ 35 đến 37 độ, có nơi còn cao hơn, nắng nóng gay gắt xuất hiện trở lại. Tại khu vực Trung Bộ, đáng lưu ý là tình hình nắng nóng vẫn gay gắt trong 24 giờ tới tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, với nhiệt độ trưa chiều phổ biến là từ 34 đến 37 độ. Vùng núi phía Tây là từ 37 đến 39 độ. Đi cùng là độ ẩm giảm thấp nên không khí càng oi nóng ngột ngạt hơn. Còn tại các tỉnh Nam Trung Bộ, thời tiết ít biến động, mưa chỉ xảy ra vài nơi ngày nắng, với nhiệt độ là từ 32 đến 35 độ, có nơi còn trên 35 độ như tại Bình Định, Phú Yên. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục là nơi có mức nhiệt dễ chịu hơn so với các tỉnh thành thuộc khu vực Bắc Bộ hay là Trung Bộ. Mưa dông xuất hiện đều đặn về chiều tối, cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông, đề phòng với tố lốc hay là gió giật mạnh, đặc biệt tại khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến là từ 32 cho đến 35 độ tại Nam Bộ và từ 31 đến 34 độ tại Tây Nguyên. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thời tiết phổ biến là ít mưa ngày nắng, gió thịnh hành là trường gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Còn khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, gió Đông Nam mạnh cấp 3, cấp 4. Có mưa rông rải rác, làm tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Tàu thuyền hoạt động tại đây cũng cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông. Đến đây, chúng tôi xin được kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền, phía Tây Bắc Bộ, chiều tối đêm và sáng sớm có mưa rào và rông rải rác, ngày có mưa gián đoạn. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng Tây Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi còn cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi, chiều tối, đêm và sáng có mưa rào và dông, ngày có mưa nắng gián đoạn. Các khu vực khác phổ biến mưa vài nơi ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi còn cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến mưa vài nơi về chiều tối, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, vùng núi phía Tây là từ 37 đến 39 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Phía Nam chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, riêng phía Bắc có nơi còn cao hơn. Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi còn cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình, khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ. Tin thủy văn, thủy triều trung bình, mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều,
mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 0,95 đến 1,15 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,85 đến 2,05 m. Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 0,95 đến 1,15 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,35 đến 1,55 m.